cái tính nết của ông là hung dữ dữ lắm, hung dữ dữ lắm nghe. Dạ. Ở không có được bà kia, bà mới bỏ có chồng khác, làm nhậu dữ lắm, ông ăn thịt chó dữ lắm. Ông Bác cũng như mấy người từ thượng từ thiện với Mạnh Thường Quân với mấy người ở trên thành phố xuống mua cho ông, cúng dường cho ông mua đó, nhà đó trở thành cúng dường. Với ông đi khất thực, ông đi giao duyên được số gì ông làm đó, này đặc biệt và chính xác nhất nè. Dạ. Mua giấy số là ông quýt, chơi là nguyên cặp không ít. Đi khất thực 1 ngày 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu là hồi đó rồi chưa bể ra. Hổn dữ lắm trời, hổn dữ lắm. Hổn dữ lắm hả? Thằng ơi, Phú ơi, ông chạy xe mà ông giật mà vợ ông té gãy xe, ông bỏ ông chạy, ông chửi vợ ông như con. Thế nói vợ ông không bao giờ động tới đồng tiền của ông được, ông chửi như con vậy đó. Là ông chết mà ông kêu thầy 12, ông là một, kêu thêm 11 ông thầy chùa về làm lễ chay tăng, mà cúng dường mà chén bát giải sầu tiền là ông cũng lấy nữa kìa. Tới công chuyện là cô chú anh chị ơi, nửa đêm đang ngủ thì cái bà cô á ở gần thầy Mỹ á, là ông Minh Sạo ở Đồng Tháp á, là gọi cho điện thoại cho Phú, nói là trời đất ơi nhiều cái hả, nghe là kinh dị luôn cô chú anh chị ơi. Bây giờ là bây giờ xin mời cô chú anh chị theo dõi hết clip để hiểu rõ hơn về ông thầy Minh Sạo ở Đồng Tháp. Cô Long An à, có gì không chú? À, để cô nói cho chú nghe nha. Cô à, cũng bức xúc cái vụ ông Minh Đạo này dữ lắm nè. Bức xúc sao cô? Ông Minh Đạo này á, thì cái ông già nói chuyện với chú là 10 phần chúng có 5 phần, không có chúng nhiều như cô đâu nha. Dạ. Bởi nhiều người ghét ông dữ lắm. Ông á, gia đình của ông, mẹ cha của ông á, đặt ông là tên, hồi đó ông trắng đẹp trai lắm, đặt tên là Mỹ. Dạ. Nghe. Rồi người ta kêu thầy chùa Mỹ, nhưng mà thực hiện ở trong chùa, trong kinh tư, ông chủ trì, ông là cũng ông Phật ở tại kinh tư Mỹ An đi xuống là chung chùa với cô nè, là ông là đặt ông là Thích Thiện Tài. Yeah. Ông đại, ông lên đại đức, ông là tỳ kheo rồi, ông Thích Thiện Tài. Rồi sau này á, ông ra là ông khắc thực mà không biết ai đặt tên ông, không Minh Đạo không là cô không có biết nghe chưa. Yeah, ông yeah. Nói, ông hẳn gì là cô không có biết. Rồi trong lúc ông tu trong chùa, vợ của ông á là ông nói nãy tuổi Châu đó là bà Thảo, là bán bánh ít trần, bánh đồ chổng là có thật, bán bánh mì thịt đồ và bán đồ chay không là có thật, có sự thật như vậy. Bà Thảo mà bằng công quả trong chùa cưng hiểu không? Dạ dạ dạ. Cho nên cái ông thầy Tài này nè, thấy bà Thảo ở bệnh, bà bệnh rồi thì ông Thích Trung Đạo này là kêu thầy Tài với này kêu thầy Tài đó. Dạ. Ông mới bệnh cho bà Thảo hết, chị cho bà Thảo hết, rồi bắt đầu ông mới muốn bà Thảo, hiểu không? Ông mới chọc bà Thảo là ông nội già đã nói với là nói về đó, nói về đó. Dạ dạ. Rồi bắt đầu á, ông chủ trì á, sư phụ Thiện Mỹ, ông nói nếu như vậy á thì về nhà mà cứ vợ đi thì đó, về cứ vợ là ông ở nhà, ông đi ở nhà, nhưng mà ở nhà ông đi lên chùa này, ông đi chùa kia, ông đi chùa nọ, ông đi dữ lắm. Dạ. Con vợ trước ông bỏ ông rồi. Ông hai vợ chúng phải ba bông vợ, đừng nghe lời người ta nha. Tin à, cô là... từng đi chung giống, cô từng đi chung giống nè. Là ông vợ... có con vợ. À, vợ trước sao bỏ rồi? Rồi bắt đầu có đứa con là 4-5 tuổi. Dạ. À, cái tính nết của ông là hung dữ dữ lắm, hung dữ dữ lắm. Nghe. Dạ. Dạ. Ở không có được bà kia, bà mới bỏ có chồng khác. Là dạ, con gái, không để con gái có chồng là đúng luôn đó nghe. Dạ. Rồi ông mới, bà Thảo nè, ông mới hỏi bà Thảo chấp nhận nuôi con ông không? Bây giờ mẹ bỏ 4-5 tuổi, dạ ông ấy nuôi, chấp nhận nuôi thì ông cứ, bà Thảo này bà mới chịu, ông đặt trai với mẹ, mà ông chịu cũng đúng trắng tôi đặt trai như Mỹ vậy đó. Dạ, dạ. Ờ, cái bắt đầu chịu nuôi rồi mới cứ đó. Cứ dạ. Rồi, cứ rồi sau này mới đẻ được là, được 3 đứa nữa nè. Mà ổng nói hồi nãy cái thằng con trai 14-15 tuổi là đúng đúng y đó. À. Nhưng mà thằng này là cái thằng phá cùa. Dạ. Cho biết à, cái thằng này là thằng phá cùa. Rồi nói rằng là trên sự thật ổng đi là khắp cô trên Đồng Nai, Đồng Xài gì trển thì ổng vô gần ổng đếm tiền đó, thì trong lúc cái mạng đó là nó lên cô cũng thấy người ta đưa cô coi, cô không có điện thoại, cô không có biết. Thì thấy rồi bức xúc ổng, sau này ổng đưa ông tệ lên, ông đưa ông thầy Minh Đạo lên. Ôi, mà cô không có dám nói gì trơn, bởi vì mình từng bị chung giống mà mình đâu có dám phản biện cái gì.
nếu mà ai no ai tu nấy đạt, mà nếu mà cô mở miệng ra này, cô sợ cô mà mất phước thay nữa, khẩu nghiệp của cô đâu dám. Dạ. Hôm nay già ở khích bên nậu già, ông già mười ông nói tôi tức chết mẹ tôi, cho nên tôi mới nói đây nè. Là cái ông chú gọi cho con là nói là sát bên là nói không không đúng, chỉ đúng hơn nữa là hả cô? Rồi đây nè, anh em của ổng tới 13, 14 người đang nghe. Dạ. Ổng còn người anh thứ 10 là ông thầy Hoàng, hồi đó vô chùa tu, nhưng mà xuất gia không được. Ông thầy Thiện Mỹ là ông trụ trì ở chùa Kinh Tư ở gần Mỹ An đấy nghe. Dạ. Là nói ông hồi đó ông cục cái giò không cho ông xuất gia. Dạ. Ông về ông làm thầy tụng, có đi chung với cô nè. Ông về ông làm thầy tụng, ai kêu ông dẫn tụng, nhưng mà ông nhậu dữ lắm, ông ăn thịt chó dữ lắm. Ông anh của ông Tuyên Tài, ông Tài anh ông Minh Đạo á. Trời đất ơi. Viết rồi bắt đầu ông ế, tới ít cái kêu ông lắm, chừng nào kẹt đó mới ông kêu. Còn ông thầy Tài này á, ông đi khất thực một ngày 1 triệu có, 1 triệu mấy, 2 triệu có, cái cắt chó chưa có bể ông Minh Tệ, thành ra ta cúng dường cho ông nhiều lắm, khú nghe cho rõ nghe. Dạ. Rồi từ ngày Minh Tệ xuất ra nổi tiếng á, cho nên là ông đi khất thực ít, ông mới ăn tức ở, ông mới làm như vậy. Dạ. Để coi cái gì nữa nè. Tôi nhớ hồi nãy nhiều quá, giờ sao tôi quên rồi. Nhưng mà lúc trước ông không có cất nhà đó, nghe chưa? Dạ. Lúc trước ông không cất nhà đó, ông cất qua cái đầu cầu Thanh Mỹ mà đường lên Mỹ An á. Bên đầu cầu Thanh Mỹ. Mà bên Mỹ, đường lên Mỹ An mà trong cái đường trắng mút, cái nhà rất nhỏ. Dạ. Thì sau đó ông mới làm đường lộ đi. Rồi ông nội này nè, ông về đây, ông mới cất cái đó đó, ông cất cái đó mà ông tính cất cái chùa, cái cọc, cái am gì á, nhưng mà sự thật là ông làm không có được, không đủ tiền. Rồi bắt đầu ở trên thành phố, mấy người trên thành phố xe du lịch đồ xuống không mà bị cúng dường cho ông mới tạo dựng được cái đó đó. Nghĩa là cái nhà, giờ cái miếng đất đó là của ai cô? Miếng đất là cũng như mấy người từ thượng, từ thiện với Mạnh Thường Quân với mấy người ở trên thành phố xuống mua cho ổng, cúng dường cho ổng mua đó. Nhà đó ở trên là cúng dường, với ông đi khất thực, ông đi giao duyên được số gì ông làm đó. Trời đất ơi, vậy nếu mà vậy là cái miệng lưỡi của ổng, ổng cái miệng lưỡi của ổng, giờ ổng đi gạt người ta chứ. Người ta xuống tới nhà luôn, ta xuống tới nhà, ta cúng dường luôn mà, cúng dường cho ông xây. Hồi dựng cột, dựng kèo, hồi đổ đất nền này kia, ông dẫn xuống, ông chỉ hết, ông chỉ tư cách, cách sao chỉ hết, ta cúng dường, ta bằng lòng cúng dường cho ông mà điều ổng cũng có gạt xuống, cái chỗ quá không có, ý con nói với cô á, là ngày xưa cái miệng lưỡi của ổng giữ, rồi á, những cái Phật tử á, người ta tưởng thiệt, người ta tin. Mà bây giờ tin thấy ra cái miệng lưỡi không có là sao không? Người ta tu hiền, ta nói chuyện đàng hoàng, ai nói chuyện la làng nhau không? Mà dạ. Cô không nghe không? À. Mà cô không có dám nói. Ngày qua anh Chọc, ngày qua Phú có lên không? Có, con với anh Chọc ngồi kế bên mà. Chính xác. Dạ. Còn Phú nghe cho kỹ cô nói là nghe. Dạ. Thấy hai đứa chạy xe, cô rất mừng. Mừng là mừng cái chỗ gì, thứ mất. Ngày qua là ổng chưa có về, đừng nói ổng trốn tội nghiệp ông nội ơi. Ngày qua ổng có về, cô đi bắt bên trong chợ gì, ông đi chích thuốc trong chợ gì, ổng chưa có về. Là cô về tới, ổng mới về, cô còn gắt đầu ổng nữa mà. Dạ. Còn ông nội già, ổng nói ông ra ruộng, ông trốn, ruộng đâu trốn. Ruộng ông bán hết trơn, ông về ông mua nền nhà, rồi ruộng đâu trốn. Nhưng mà hồi sáng này, năm đi chích thuốc, năm gặp ổng nè. Cô gặp ổng, cô đứng đường lộ gặp ổng, cô gian về nhà. Rồi cô gặp ổng cười với cô gặp đầu với ổng đó nè. Mới tới là mờ chiều này nè, hồi chiều này nè, trốn đâu mà trốn. Nhưng mà ổng có không? Nhưng mà ổng có đi, còn đi khất thực không cô? Còn. Tôi nói cho nghe nè, ổng hồi đó ổng có 4-5 con ruộng nghe chưa, ở trong đường sáng mút, đường lên Mỹ An á nghe. Dạ. Rồi ổng mới sang mấy con ruộng đó, ổng mới về mua nền nhà đó đó, rồi miệng lữ ông sao tôi cúng dường cho ổng thêm, ổng mới làm được như vậy, nghe hiểu không? Dạ. Nhưng mà sự thật đồn ông uống rượu đó là đồn dấp. Nói ông ăn chơi uống rượu uống bia là quá dấp. Nhưng mà có cái này đặc biệt và chính xác nhất nè. Dạ. Mua giấy số là không ít. Chơi là nguyên cặp chứ không ít. Trời đất ơi. Xuống với chiếc đò qua bên sông. Đi cùng với cô qua sông luôn. Con hỏi cô dạ mẫu Phật tôi thầy đâu. Thầy ông nói đi công chuyện. Nhỏ kia bán số quất một cặp luôn. Cái nhỏ kia đứng bên dạ mẫu Phật. Chùa cái thầy ở đâu vậy thầy? Ông hỏi chi vậy?
con hỏi chùa thầy ở đâu, đặng con đến con cúng dường cho thầy mua giấy số. Rồi được rồi. Sự thật như vậy, cô ăn tương ăn chay không bao giờ cô nói dốc. Không bao giờ cô nói dốc. Cái điểm thứ nhất là cưng xuống đây. Rồi. Bây giờ mà cưng mình đi quay phim á thì cái gì mình lên cộng đồng mạng là mình tải lên clip thì mình tải cho đúng đi, đừng tải sai nghe. Đừng không có nói. Cái này á là những cái cô bác anh chị gần đó thì gọi cho con thôi, chứ con truyền tải là những cái người gần đó thôi, chứ tụi con là chỉ căn cứ vào đó tụi con nói. Con nói với cô á là ổng á, tại vì ổng gan ăn tức ở rồi ổng lên nói vậy, rồi cộng đồng mạng người ta mới là ấy giờ mới lòi hèm ra tùm lum. Chứ nếu mà vậy á, ổng cái lúc mà ổng đi gạt tiền ở trên Tây Ninh chứ không phải là Đồng Nai, Tây Ninh. Ừ, đâu chết. Dạ, thì cái đó bây giờ là có người gọi cho con ngày hôm qua đó mới nói cho con, rồi con mới là lên mạng con search là nó mới ra cái tờ báo đó đó. Rồi giờ cái chuyện mà ổng có vợ này vợ kia tùm lum đó thì người ta cũng gọi tờ báo cho con là ở gần. Hai vợ. Dạ, hai vợ chứ không phải ba ha. Chính xác là hai vợ. Nhưng mà giờ là cái chồng sớm là có ưa ổng, với lại ổng đi tụng ổng dội tiền ta là không phải thật sự vậy không cô? À, ổng đi khất thực một ngày 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu là hồi đó rồi chưa bể ra. Rồi bắt đầu là ổng đi hồi đó là trong cái lúc đó là ổng đi cũng như ổng khất thực ngày 3, 4 triệu. Một cái đám ma mà cho 300 ngàn ổng đâu có chịu. Thì ngày một đêm thì ổng ra giá 1 triệu đó. Ngày đêm là 1 triệu. Thì 2 ngày, 2 đêm thì 2 triệu đó. Dạ. Bây giờ ổng đi thật, đi khất thực một ngày vậy là 2, 3 triệu. Hiểu không? Dạ, dạ. Đem thì ổng ra 1 triệu. Có, sự thật có đó. Có đó. Rồi bắt đầu là cô biết không, cái tháng 7 này nè, ổng cho gạo nè, ổng mua tập, ổng cho mấy đứa học trò nè, năm nào cũng vẫn có. Mà bây giờ bể vụ này ra là bây giờ là khách thật không có hay gì rồi, thành ra bây giờ về bữa nay là 18, 19, 20 giờ rồi mà ngay y tá đến sinh là y tá không có lên tiếp. Cái đó là cái kiểu như là năm mà đi làm từ thiện lần để bỏ ra cái công đức, nhưng mà bây giờ á là ổng nhà ổng bỏ cỡ nào ổng bỏ cũng không ấy hết á, cũng không có lấy lại cái đức của ổng được hết á. Bởi vì cái khẩu của ổng khuê bình mấy thằng thầy tu chánh ổng chánh giác quá trời rồi, nhớ không? Dạ. Phải mà ổng đừng có đưa lên là ổng khuyến cáo là ổng khuê bình là ổng nói xấu Minh Tệ. Ông đừng có nấu xấu ông Minh Tệ là không có lòi ra. Mới bằng đầu nấu xấu Minh Tệ đó thì bắt đầu clip là dần dần tới luôn. Dần tới thì trong đó nó ít nha, trong đó nó ít clip nha. Quốc Quang Minh Đạo nó Quốc Quang Minh Đạo ở Bà Rịa Vũng Tàu nữa clip ra mới nhiều đó. Thì con nói cô, ổng bây giờ ổng mới ngu. Bây giờ mình tu gì mình tu không biết. Người ta tu sao người ta tu. Mình đừng có môi mình nói mình môi móc người này thì người khác biết mình, người ta móc mình ra. Nhưng mà con nói với cô, phải chi ổng là một cái người chân chính á, thì ổng đi chỉ trích thì con không có nói. Mà cái đằng này á, là ổng nhờ cái miệng lưỡi của ổng để ổng đi lên ổng lừa gạt tiền của bá thánh, mà ổng lại đi là nói người này là không đúng, người kia là không đúng đó. Bởi vậy mấy YouTube nó mới tức mình quá trời, nó mới làm dữ vậy đó. Dạ thì anh em đưa băng cho tụi con mà, con với anh Dọc đó với mấy anh em con mà. Bị mấy cái nặng lũ tức này nó lấy cái phần phải, nó lấy cái phần đúng đắn, cái sai nó không có chịu. Hiểu không? Dạ bây giờ con nói cô, bây giờ con nói với cô nè, đi xuống nhà cũng là băng của tụi con đó. Nè, nếu mà phải bây giờ á, ổng chỉ cần ổng ngày hôm qua là ổng nói là ổng gặp mình anh Tâm, ổng không gặp con, không gặp anh Chọc. Đó là thành ra là anh Tâm anh không vô. Chứ nếu mà giờ ổng vô là giờ thôi, giờ tôi cũng lỡ lời tôi nói thôi, giờ xin cộng đồng mạng lại mấy người tôi nói thôi, giờ cũng thông cảm với tôi, bỏ qua tôi là tụi con sẽ ngưng. Nhận lỗi đừng cho ta gỡ clip mẹ đi. Tụi con sẽ ngưng, con không làm nữa. Nhưng mà ổng làm kiểu này á, ổng làm kiểu này bây giờ cô nói ổng vẫn còn đi khất thực. Đó, bây giờ là ổng còn thiêu người ta, bây giờ ổng đã lội cái băng mặt của ổng ra rồi, mà giờ ổng còn trường cái băng mặt giống sinh hiện tại bây giờ là những cái chợ ổng đi là người ta không biết,
là không coi clip, chứ có coi clip là ta đập ổng chết liền luôn. Nói à, bây giờ nếu không đi rồi lấy gì đâu ăn, đi 100 ngàn, 200 ngàn, cái tiền của ổng mà vợ ông đụng không có được đâu, tiền của ổng mà vợ ông mượn ông không cho đó, không cho đó. Bây giờ con nói cô á, ông chết ông nằm dây sạch đó, cũng không ai cứu ông nữa, bị vợ ông đi thì theo như cô nói á, ông ngày 1 triệu, ngày 2 triệu, ngày 3 triệu, có 3, 4 triệu thì á, ông cũng có đã tích lũy là ông gỡ ngân hàng rồi, ông có theo như con biết là ông nhiều lắm. Bởi vì á, trong nhà của ông con đi vô là ông mua 3 bộ salon, ông lấy ra là ông ghép lại mà thành một bộ salon để nhà trên. Không đó. Có gửi ngân này, đừng có cãi tao, nó cũng không có gửi ngân hàng. Ông đẹp nuôi mấy nhỏ ăn học hết trơn, hai ông làm sắm đồ có đó kiểu đó đó, không có, ông không có gửi ngân hàng được. Còn nói cô, ông không, nói thiệt với cô đâu, con người ông gian xảo vậy, ông không nói thiệt với cô đâu. Ôi ôi, tôi thấy ông con đủ nóng gì đâu mà không lẽ mà bây giờ mình ở gần mà mình nói sao giờ mà. Ừ, cái bắt đầu cô mới mượn thằng kia. Mà sự thật cô nhiều lắm, cô thoát vậy đi điểm, cô đau đi không nổi, viêm đa khớp, cô đi không nổi, bao tử hành, cô đi không nổi luôn. Mấy hôm nay nằm vất vả, sống có mình một ngày nuôi chân năm mấy miệng thằng kia. Năm đó thì Phương ơi, thằng Phương đọc nó xuống kìa, Phương ơi mày chở tao ra ngoài, tao mượn nó quay, nó gửi lên cộng đồng mạng, ai cho tao được đồng nào tao ăn đồng nấy. Để tao không có tiền không bạc thì chết tao Phương ơi. Nói chung mà chị nằm ơi, tôi sợ, tôi cũng dặn tôi mắc cỡ quá. Ừ mà sao tao kia. Bây giờ, gia đình con sao? Trời ơi cô, bây giờ cô sống một mình không chồng, có hai đứa con nó bỏ hết trơn rồi mà đau đi không có nổi. Mượn thằng đó nó trở lại nó hôi mắt cỡ, tao mới trở. Tính mượn mấy đứa thằng gửi lên cộng đồng, có ai có công tình giúp được nhiều giúp, đang mua thuốc uống. Mà bắt cỡ luôn. Mà bây giờ con hỏi thiệt cô như vậy nè. Vậy nếu mà vợ anh em tụi con xuống, con quay giúp giùm cho cô, chứ anh em tụi con thì nói thiệt là tụi con không có làm thiện nguyện. Tụi con chỉ đi làm là những cái dạng như là mấy cái như của thầy, ông thầy Minh Đạo nè, ông đi lừa gạt, ông đi chửi cái này người kia. Thì tụi con muốn dạch ra cái sự thật. Cô muốn là trực tiếp quay hình cô không? Anh em tụi con sẽ, bữa hay bữa nó sắp xếp, anh em tụi con sẽ chạy xuống dưới, quay cô rồi cô kể về ông thầy Minh Đạo luôn, rồi cô kể hoàn cảnh của cô luôn. Cô quay lên rồi đưa cái mặt tao lên, ông thấy rồi sao? Chứ giờ cái giọng nói của cô, giờ vụ ông không biết hả? Kệ ông, chứ ông làm gì được cô đâu. Không, ông đưa cái mặt tao, ông chữ chết không được mày. Chứ giờ, ông nói nào cô quản thầy rồi, ông trời ơi, nó khổ dữ lắm, không được. Ông là thầy, cô là Phật tử. Ông là thầy cái gì mà thầy? Ai mà? Thôi, nói chung á, con nói cô á, quan mặt của ông á, thì ông không có trường lên mạng xã hội, ông nói xấu người này người kia. Thì ông nói á, người ta còn tin ông, chứ bây giờ á là miền Tây á, hiện tại á rất nhiều người gọi cho con nè, kêu ông xuống đi là người ta sẽ bụp ông á. Bây giờ á, ông khó đi xin dữ lắm. Cô nói là cô nói cho thấy hình đi. Ông quên cái tiếng của cô rồi. Mười mấy năm không có chung với ông, ông quên rồi. Không có nhớ đâu. Nhưng mà giờ á, giữ cái lẽ đó. Ông hổn dữ lắm rồi, ông hổn dữ lắm. Hổn dữ lắm hả? Thằng ơi, Phú ơi, ông chạy xe mà ông giật, mà vợ ông té gãy xe, ông bỏ ông chạy, ông chửi vợ ông như con. Thế nói vợ ông không bao giờ động tới đồng tiền không được, ông chửi như con vậy đó. Sao kỳ vậy? Ừ. Ủa mà người tu hành mà, người tu hành mà sao kỳ vậy? Trời ơi, bà sợ ông muốn chết. Trời ơi, bà thân với cô dữ lắm nè. Bà thân với cô dữ lắm đây nè. Nói thật, cũng còn hơn chị em ruột của cô nữa. Bà thảo á. Bà kể hết đó hả? Ừ. Trời ơi, tội nghiệp bà lắm. Trời ơi, tội nghiệp bà lắm. Không bao giờ gói tới được đồng bạc của ông. Là ở nhà là ông muốn nói gì ông nói là bà không có quyền nói luôn á hả? Ừ. Đúng ra là mình đi tu rồi. Con nói con nghe, mình đi tu rồi. Thì cái chuyện vợ của mình là mình phải nói chuyện nhỏ nhẹ đàng hoàng, chứ sao mình lại chửi. Bởi đây ta nói tu là tạo niềm vui, tu là giải thoát, tu là hạnh phúc, chứ đâu phải tu đâu mà làm ác đâu, mà ông làm gì ông làm lắm mà. Ừ, nhưng mà nãy là cô nói á, ổng là ổng vô được gì tỳ kheo hả? Tỳ kheo ông đại đức rồi đó trời. Tỳ kheo rồi, nhưng mà giờ con nói cô là ổng bị đuổi rồi, ổng đâu có được công nhận nữa đâu. Thì cái cách đó thì cô đã nói rồi, ông già ổng nó dê dê đó, sự thật là bà Thảo đó, vợ ổng bây giờ đó. Thầy mới nói muốn cưới vợ thì về nhà cưới vợ rồi tu tại nhà đi. Thì ông về ông cưới bà Thảo thì ông tu tại nhà, nhưng mà lễ lộc cúng kiến ông cũng dẫn lên chùa trai tăng đồ ông làm hết trơn à, chỉnh tế đồ ông làm tròn dùm vũ hết trơn à. Rồi bắt đầu sau này ông mới đi khất thực đó.
Nói chung á, con nói với cô á, ổng á là chỉ là khoác áo vô để mà bịp đời để lừa tiền thiên hạ thôi, lừa tiền chúng sinh thôi, chứ ông có làm gì mà giúp đời vậy đó. Chẳng qua cô nói là tháng 7 á mua đồ học sinh á là để á là ông trả bớt á, là cái nghiệp của ông là ông đi ra ngoài xã hội ông lừa người ta thôi chứ đó. Cái nói trả nghiệp là năm không có nói là cô không có tin vụ trả nghiệp, ông làm ở đó để ông cho có tiếng chút, ông nói vậy mẹ vậy đi, À, tạo cái uy tín ở địa phương phải không? nói vậy mẹ chứ rồi Dạ. trời ơi tao tao thiệt tình Thì đúng mà. rồi, ở địa phương thì tạo cái uy tín, cái làm cái vỏ bọc để cho cái những cái người ở địa phương á người ta ghét ổng á, người ta không có xì xào bàn tán. Nhưng mà giờ cái vụ này giờ người ta rất là bức xúc, bây giờ là người ta bung bồ, người ta nói ráo rồi. Ta hiểu hết trơn, ta hiểu hết trơn rồi. Dạ, nhưng mà Thôi được. là anh em của ổng là ổng cũng không hợp luôn. Không, dòng thứ đời mặt pháp này, dòng thứ ma tăng từ ngàn minh tể xuất hiện ra tới giờ ma tăng loài ra nhất. Bởi đời mặt pháp mà bơ. Đời mặt pháp À, còn gì nữa. nói chung á là ổng đi ra ngoài xã hội thì ổng lừa gạt người ta, còn về địa phương á thì ổng đạo cái vỏ bọc ổng là cái người tu, là cái người biết làm từ thiện đâu chứ gì, vậy thôi. Nhưng mà ông già nói ổng làm biếng thì không phải, vì ông có mấy công đất, 4 5 công đất ông sang ông gì ông sang đền nhà đó, thì bây giờ ông đâu còn ruộng nương gì nữa đâu mà ông phải đi xin chứ, nói sao làm biếng. Mà sự thật là anh em chị em không có thận thiệt, không có thận thiệt ông chửi chết mẹ chừng em chị gì chứ chừng ông nhịn này Ông xử hết hả? quá trời ơi. Bà ông chết mà ông kêu thầy 12 ổng là một, kêu thêm 11 ông thầy chùa về làm lễ trai tăng mà cúng dường mà chén bát giải sầu tiền là ổng cũng lấy nữa kìa. Là cúng thì ông kêu đem về cúng, vừa cúng rồi và ông bắt ở nhà phải bỏ tiền ra. Thì kêu 12 ông thầy về, về tụng làm trai tăng thì ổng nữa mà 12 ông, mỗi một ông một phần quà, khúc giải 4 thước, bịch xì bông, cái chén, cái lư lam, rồi cái khăn, rồi cái gì tùm lum tà la, mỗi người phần phần vậy đó. Thì À. ông thầm quốc luôn kìa, chứ ông kêu Ngọc, biểu ông Ngọc là mua đủ 12 phần quà. Thì Ngọc mua 12 phần quà, ông có luôn đó. Trời ơi. Em của ông vậy bán bánh mì chẳng á. Còn 14 là bán bún riêu, bây giờ nghỉ bán rồi, nó đi chở nhà khách, nó cắt gạp cho người ta làm đám cưới. Còn ông Hoàng Cục á, thì ông cũng đi người tụng vậy, nhưng mà tụng ăn nhậu bắt cá bắt mắm như lắm, chứ không phải cử như mình. Mà con cũng có đóng có làng vậy đó. Còn bà 12 á, còn bà 12 thì bà nuôi heo dữ lắm. Mà bà nuôi heo dữ lắm, bây giờ bà bệnh xích sụi rồi bà không còn nuôi nữa. Trời, trời ba với má, ba với má ông thầy tài này là ông Thích Minh Đạo đó hen. Là hồi đó chạy cắt gán, kêu bà Tư cắt gán, nấu gành vậy đi, chứ ông già đã chưa có hiểu bằng cô đâu. Bà Tư cắt gán. Trời ơi. Bây giờ mà muốn biết từ chỗ xuống đây đi, cô dẫn từ nhà của em ổng cho coi, chứ ông nội già chẳng ông chưa biết cho ông thầy mà ông thầy tài hồi đó cất cái cấp ở đâu nữa, cất cái cấp trong cái đường lên Mỹ An mà trên đường sáng múc nó nhỏ xíu à, mà nước ngập lên thì nó ngập rồi người ta mới giải tỏa làm đường lộ, rồi mấy ổng mới sang mấy công cụ ông gì ông sang cái nền nhà đó đó. Quan trọng cái là bây giờ xuống là có người dám chịu chia sẻ hay không thôi, chứ mà giờ xuống là chỉ cái nhà của người ta, mình quay nhà ra làm chi. Chia sẻ là cô cũng dám chia sẻ, đừng cho thay mặt, còn thay mặt là năm mà cô không dám. À, chia sẻ giờ là cô dạng đứng kế bên con rồi con quay chỗ khác, là không quay cô lấy tiếng nói cô thôi phải không? Đúng vậy, cô dám nói chứ được cái mặt con chửi thì mẹ tao, ông quýnh thì bà tao, ông chạy ngang tao hoài đó. Dạ, nhưng mà giờ con gì thầy tu mà quýnh Con tôi sợ lắm, không sợ, giờ ông quýnh ông mà mình ông nhẫn nhịn nè.